cánh tả và cộng sản lại mạnh hơn báo chí của cánh hữu và cộng hòa và anh huy đây là một câu hỏi rất là hay các anh chị thấy không chỉ ở việt nam của mình không chỉ ở hoa kỳ mà các anh chị thấy trên hầu hết toàn thế giới báo chí cánh tả báo chí cộng sản báo chí hội chủ nghĩa nó phát triển rất là mạnh trong khi báo chí và truyền thông của những người cánh hữu của những người cộng hòa của những người yêu tự do nó phát triển không mạnh bằng các anh chị thấy nó lạ lùng không nước nào cũng vậy đó, chứ không phải không phải chỉ có việt nam mình nha không chỉ nước đó là nước cộng sản nước tự do như nước mỹ thôi báo chí cánh tả thì là báo chí cộng sản đó báo chí mỹ cộng đó mình nói vậy cho nó dễ hiểu đó. nó vẫn mạnh hơn báo chí cộng hòa tại sao cộng hòa luôn luôn thua cộng sản trên mặt trận truyền thông tại sao cánh hữu luôn thua cánh mà cánh tả trên mặt trận truyền thông các anh chị tập đập vô trái tim của mình <laughs> tại chúng ta chứ không tại, ai chứ? tại chúng ta tại vì con người rất là thích cái gì đó nó làm cho chúng ta dễ chịu trái tim của mình nó thích dễ chịu lắm cái gì mà làm cho chúng ta đau chúng ta cảm thương tổn thương quá đau quá chúng ta không tiếp nhận nó hoặc là chúng ta rất khó tiếp nhận những thứ làm cho chúng ta cảm thấy bị tổn thương và chúng ta thấy cái đó bình thường mà đúng không các anh chị thấy nó bình thường mà cái gì làm cho tao khó nghe khó chịu chúng ta gây mắt tao không thích bình thường không bình thường với con người có cảm xúc mà đúng không nhưng nó sẽ không còn bình thường nữa nếu các anh chị biết một sự thật như vậy nè hầu hết cái gì mà nó làm cho chúng ta êm ái dễ chịu á thì nó đều độc <laughs> đường nó ngọt nhưng mà nó rất độc đường là một loại chất độc mà đúng rồi. không đúng rồi. À, đường nó rất là ngọt nó rất là ngon nhưng mà nó độc à chúng ta nấu một cái món mà không có đường ăn lạc nhất ăn dở bẹp vậy đó có khi ăn chán lắm luôn nhưng mà nó lại tốt nó lành nó không ngọt nhưng mà nó không độc đúng. nhưng đúng. mà có người vẫn thích bỏ đường vô món ăn của mình à, tức là tôi thích độc <laughs> thì á, truyền thông nó cũng là một dạng gì đó dạng nó càng nhiều đường càng khoái càng ngọt càng khoái chúng ta như những đứa con nít đó, khoái ăn kẹo mà ăn kẹo nhiều là nóng thấy mẹ luôn chứ <laughs> lớn lên bị tiểu đường cái nước nào ăn ăn đồ ngọt nhiều thì lớn lên bị tiểu đường với béo phì đó thì truyền thông báo chí nó cũng vậy, cánh tả nó thích đánh vào cảm xúc của các anh chị, cánh tả và à, bọn xã hội chủ nghĩa, bọn cộng sản nó đánh vào cảm xúc. hồi xưa ở Việt Nam chúng ta lúc mà à, quốc gia Việt Nam Cộng Hòa đánh lại tụi tụi cộng cộng sản xâm lược á thì để nó nó kêu gọi người dân Việt Nam Cộng Hòa ủng hộ tụi nó thì nó nói à, chúng ta dù sao cũng là người một nước, cùng một dân tộc, gà cùng một mẹ, à, nở cùng một một à, trăm trứng nở cùng trong bọc trứng mà ra, cùng là con rồng cháu tiên cùng à, À, cùng cha lạc lắm quân và mẹ âu cơ vân vân tức là nó dùng nó dùng tất cả những thứ đánh vào cảm xúc của chúng của chúng ta cảm xúc của các anh chị cảm xúc của những người dân việt nam cộng hòa thời đó thì người ta nghe tới nó à hay cái này đúng này cái này nghe êm ái nghe, nghe, nghe dễ chịu đúng không dễ chịu êm ái lắm chúng ta mà nghe những thứ đó chúng ta rưng rưng luôn trời dòng thứ mà trẻ trẻ cỡ hai mấy tuổi mà nghe mấy thứ đó tự nhiên thấy yêu nước một cách giả man rợ yêu nước giả man rợ luôn mà nhiều cái đó chẳng phải là yêu nước chẳng phải là yêu nước tôi thí dụ đi bây giờ thằng anh nó nói với thằng mỹ này chúng ta là gà cùng một mẹ chúng ta cùng tổ tiên người anh là tổ tiên của người mỹ á thì mấy người mỹ là từ mấy người anh với mấy người âu chạy qua chứ đâu thằng anh với người âu nó nói gì đó thành ra bây giờ chúng ta thống nhất đi bây giờ mỹ thống nhất với anh âu chúng ta một nhà đi chúng ta về một nhà đi còn nếu mà không tao đem quân qua ta tao giải phóng mày à. cái dân mỹ nó chịu <laughs> tại vì nó nói chung tiếng anh kìa nó ủa nó nói nó hiểu nhau mà cái thằng anh với thằng mỹ đó, cái sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa nó còn ít hơn người Việt Nam Cộng Hòa chúng ta khác biệt về văn hóa với người Việt Nam Cộng Sản nữa cho cho các anh chị biết cái ngôn ngữ của Việt Nam với Việt Bắc đó, nó khác nhau nhiều còn hơn tiếng Anh với tiếng Mỹ nữa dĩ nhiên không có khái niệm tiếng Mỹ rồi chúng ta phải gọi là cái uh, cái British Pre English với cái America English nó rất là ít khác nhau nó khác ít lắm nó khác chỉ mấy cái thành ngữ nó khác một cái trọng âm nào đó trong một số từ hoặc là nó có từ riêng trong một số trường hợp thôi nhưng còn tiếng Việt Bắc với tiếng Việt Nam á là nó khác tôi nghĩ tặng, tại chúng ta chưa có cái cái hàng lâm viện ngôn ngữ chứ nếu có tôi nghĩ khác tới khoảng ba phần trăm mà một cái hệ ngôn ngữ mà khác tới 30% phần trăm là nó quá nhiều để chúng ta trở thành một quốc gia khác hoàn toàn khác nói cái trọng âm chúng ta nói khác nhau đúng không <laughs> chúng ta chúng à, chúng ta nói à, cây lúa nó nói cây thóc là nó khác rồi đó à, chúng ta nói hộp lúa nó nói hạt thóc là khác rồi đó chúng ta nói ngành xuất khẩu à, ngành xuất cảng lúa gạo ngành xuất cảng lúa gạo còn đó nó nói ngành xuất khẩu thóc <laughs> ngành xuất khẩu thóc gạo là nó khác nhau rồi đó mình xuất cảng còn nó xuất khẩu là nó khác nữa rồi đó tức là chúng ta với nó nói trọng âm là cái ngữ điệu này rồi cái từ chúng ta dùng hoàn toàn khác cũng một câu thôi mà nó khác tùm lum vậy đó chúng ta kêu con heo nó kêu con nện nữa mà con nện là con gì là tôi thua rồi đó tôi nghe các con đó tôi không biết <laughs> thằng, thằng thằng con quỷ con của tôi nhỏ xíu vậy thôi mà nó mỗi lần nó nghe con nền, cái nó nói bắt kỳ, tiếng con heo người ta mà kêu con nền bất kỳ nó không con nền. nó nghe nó nghe con nền rõ ràng luôn các anh chị nghe kỹ rồi đúng không mà con nít nó nhại gì ngôn ngữ lắm nó nghe là nó biết đó là tiếng khác không phải là tiếng của của dân nó không phải tiếng của quốc gia nó thành ra à, để cho các anh chị thấy khi mà nó muốn đánh vào cái cái cảm xúc của các anh chị thì nó chọn những cái những cái điều mà nó dễ rung động dễ rung động vào cái cái tâm can cái cảm xúc của con người dễ rung động trái tim khi nó nói à, à, chúng ta là đồng bào à, chúng ta cùng một gốc tích tổ tiên thì người dân Việt Nam Cộng hòa gần như không còn sức để chống lại tụi nó nữa. Đúng không? Cùng máu đỏ da vàng, cùng nói tiếng Việt, cùng đồng bào, cùng tổ tiên nghe nghe cái bụng đủng tay chân. chân. Ủa, lý do gì mà chúng ta phải phải đưa con cháu chúng ta lại cầm súng để bắn giết đồng bào của chúng ta? Chúng ta đặt những câu hỏi, chúng ta quan mang, chúng ta mất hết định hướng. Trong khi các anh chị cùng cái lúc đó thì cái tội báo chí cánh tả tạm hợp cánh tả đó. Ở tại Hà Nội nó nói gì? Tại Hà Nội nó nói gì? Nó đánh vào cảm xúc của những người những người ngoài Bắc. Những người thanh niên ngoài Bắc là gì nè? chúng ta phải vào nam để giải phóng đồng bào miền nam đồng bào miền nam đang rên xiết với ách kìm kẹt của mỹ ngụy thì những thanh niên miền bắc cũng ngu chết mẹ đâu có biết gì đâu nó ờ à, hết rên xiết khổ quá nó đưa hình đồ nó làm nó chạy phát niêu mà các anh chị nó muốn làm gì mà chẳng được thì nó đưa ra cái Vậy là chúng ta phải vào nam để giải phóng để giúp để cứu người dân miền nam chết cũng giàu cứu nữa mà có những thằng người ta đặt câu hỏi sao chết cũng đi là đứng sau các anh chị ở ngoài đói quá đi bộ đội thì có có lương khô trung quốc ăn còn không đi thì lấy lương khô đâu có lương khô ăn các anh chị tưởng tượng nữa coi cứ mà còn phải để dành tôi nói cái đó nói thiệt đó nha còn phải để dành không có dám dục để bón phân tưới rau á rồi bẻ rau đó ăn chứ không phần rau nó không có phân cái thì thấy nó cũng khiếp đến đoạn gì đói quá đi. bộ đội thì có lương khô chết dù sao cũng chết no chết mà có ngậm được miếng lương khô trung quốc trong bụng thì cũng mát bụng mấy anh bộ đội <laughs> sự, sự, thật nó vậy thành ra là nó cũng lại đánh vào cảm xúc của mấy anh mấy anh miền bắc mấy ảnh cũng hừng hực ý chí đi đi vào nam nhưng mà khi vô nam có những người người ta nhìn thấy trời ơi sao chữ như trong đây giàu có thức văn minh quá nó đi trước mình chắc cả trăm năm cái người ta người ta cảm thấy hối hận, người ta cảm thấy bị lầm. Thì đó là cái cách mà nó đánh vào cảm xúc của con người để truyền thông nó khống chế con người rất có thích cảm xúc, thành ra là dễ kéo bài kéo đàn theo tụi nó. À, truyền thông phương Tây cũng vậy. Tại sao à, truyền thông cánh tả CNN nè, Washington Post nè, New York Times nè, nó rồi NBC News nè, tất cả những cái kênh đó nó luôn làm mưa làm gió suốt mấy chục năm nay. Okay. bây giờ thì bắt đầu nó hơi xuống rồi, tại vì người ta thấy bộ mặt của nó từ từ khi mà có ông thần cho ông lên ông đập tụi nó một trận là tụi nó te tua tơi tả hết người ta thấy bộ mặt thật đó. Chứ hồi trước này không có đâu. Tại sao nó lại làm mưa làm gió như vậy? Là bởi vì nó nói những điều mà các bạn muốn nghe. Nó không thể mà chân cháo như là báo báo cộng sản, báo cộng sản nó chân cháo với nó hạ cấp lắm. Còn tụi nó là cao cấp hơn, Mỹ cộng nó phải hơn Việt cộng chứ. <laughs> Mỹ cộng nó phải hơn Việt cộng chứ. Cái cấp nó phải cao hơn chứ. Trong quốc tế cộng sản nó là lãnh đạo của Việt cộng mà. <laughs> Đảng dân chủ là lãnh đạo của Đảng Cộng sản mà các anh chị. <laughs> các anh chị không tin đâu. <laughs> em nói chơi thôi nghe chị Hiu, chị Hillary. em nói chơi thôi nghe. <laughs> chị chỉ có nghe được tiếng Việt, chị đừng có cử người qua gặp em thử nghiệp em, <laughs> em nói chơi thôi. <laughs> cái Đảng dân chủ nó là cấp trên của Đảng Cộng sản, tôi nói vậy đó các anh chị tự hiểu đi. À, thì à, tụi nó phải dùng báo tuyên giáo của Mỹ cộng nó phải cao cấp hơn tuyên giáo của Việt cộng. À thì nó nói nó biết dân Mỹ muốn nghe cái gì, nó nói cho cái đó đi nghe. Và nó biết ở trong nội tại của nước Mỹ có những cái chỗ rạn nứt nào, khoét vô những cái rạn nứt đó, nó đưa nó đưa những cái rạn nứt đó những cái bất ổn đó để để cho con người hướng tới cái đó hướng tới cái đó thì cái cảm xúc người ta bị tụi nó thao túng tối ngày người ta cứ chạy theo cái cái cái, cái mà cái dòng truyền thông dòng chánh của tụi nó tụi nó chẳng hạn như cái cái dịch cúng tàu vừa rồi đi dễ hiểu nhất à nó cứ đầu tiên nó đưa liên tục chết chóc chết chóc chết chóc liên tục nó gieo một cảm giác sợ hãi mà con người ai mà không sợ chết mà không sợ gì mà dòng thứ mà con virus người ta không nhìn thấy được người ta còn sợ gì đó nó đưa chết chóc liên tục nó đưa hình uh, chết chóc ở nước này nước kia nước nọ thậm chí chất đóng rồi đốt đồ ở bên 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 tàu nó nó làm rầm 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 tức là những cái đoạn video bên kia nó làm sao thì bên bên mỹ nó đưa y như vậy nó đưa mà thậm chí nó đưa còn hấp dẫn hơn nữa thậm chí có có một bản tin tôi nhớ hình như tàu báo uh, việt ngữ cũng bự lắm ở new york uh, new york hình như chỗ của khương ở phải không yeah. nó đưa nó nói là uh, new york mà dành nguyên một cái hòn đảo hay gì đó để mà uh, để mà chôn người bị nhiễm uh, nhiễm covid luôn <laughs> mà yeah. thật ra sau này người ta phát hiện là cái cái đó là cái nghĩa trang cái nghĩa trang thì bệnh gì chết người ta có điên cái đó, đó chừng, chứ không phải là nó thấy chở gầm gầm người ta thấy nó trộn xong giữ vậy trời nguyên một cái hòn đảo để cho người covid thì cái đó là cái nghĩa trang thì bây giờ tôi nói dễ là các anh chị đi ra cái nghĩa trang nào ở, ở sài gòn đó các anh chị quay phim đây cái nghĩa trang này là cái nghĩa trang của những người covid quay mà mã trùng trùng gì đó mà đưa lên mà đừng để cho người ta biết nghĩa trang đó đâu à, các anh chị có một cái tờ báo uy tín các anh chị đăng thì có phải là có rất là nhiều người hàng trăm ngàn người hàng triệu người ta nhìn vô ta sợ không nói, ơi, COVID, ta covid gì chết dưới trời ta nhìn tại vì báo nói người ta tính mà nhưng mà cuối cùng New York có chết nhiều vậy không? Thương nói <laughs> New York nữa. Có thấy ai ra đường ngã đập chết vì COVID không? Có nó 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 còn thua gì cúm mùa nữa, các anh chị tin không? Cúm mùa. Cũng còn mùa còn nhiều đó. hơn nữa. Cúm mùa chết còn nhiều hơn nữa. Nhiều hơn. Nữa. <laughs> Rồi để mà làm cho cái cái câu chuyện đó nó nó truyền cái nỗi sợ hãi nó đi nữa thì nó còn làm nhiều cách nữa. Đóng cửa. Đóng cửa à bắt gọi là à, kiểm tra một cách nghiêm ngặt thiết quân lực một cách uh, kiểu mới thiết quân lực bằng cách uh, bằng, bằng lý do y tế chứ không phải bằng lý do mà an ninh đúng không nó làm đủ thứ biện pháp hết á rồi uh, nó xâm phạm vào tự do của người ta một cách gọi là là nghiêm trọng chưa bao giờ có trong lịch sử nước mỹ chưa bao giờ có thì mấy nước khác nó cũng làm y chang vậy không chỉ còn nặng hơn việt nam nó cũng làm y chang còn nặng hơn làm y để nó gieo cái nỗi sợ hãi vào vào lòng người người ta nói trời ơi cái này chắc nặng dữ lắm nào mấy ông chính phủ mới làm gì mới đóng cửa nặng dữ lắm chỉ chứ kiểu này nó thiệt hại dữ lắm mấy ông đâu có đóng cửa chi nhưng mà biết sao người dân người ta biết một người ta không biết mười khi đóng cửa như vậy thì cái thành phần nào chết trong nền kinh tế cái thành phần tự doanh chết tức là người dân tự kinh doanh nó chết chứ mấy thằng tập đoàn tư bản nó đâu có chết mấy tập đoàn tư bản nó vẫn bán hàng tại vì đóng cửa người dân ở nhà người ta phải xài nhu yếu phẩm các chị phải xài dịch vụ các anh chị đâu ở nhà đâu có nhịn đói được thì mấy cái tập đoàn tư bản nó nó, nó khống chế hết mấy cái đó mà các anh chị đâu có chạy qua cái tiệm tập quá bà ba cái bên nhà các anh chị mua đồ được nó không cho đi nhưng mà các hệ thống siêu thị nó vẫn bán rầm rầm các anh chị thấy rõ ràng không ủa vậy là cái con covid nó chỉ cắn ở những tiệm tập quá nhỏ của người dân nhưng mà nó không cắn trong siêu thị à <laughs> các anh chị thấy ngộ không con covid này nó được đào tạo một cách rất là bài bản nha <laughs> các anh chị thấy ngộ không rồi á, người ta các anh chị nhìn ngược lại các anh chị sẽ thấy vấn đề liền không? Thành ra các tập đoàn tư bản lớn đó, đó nó nuôi mấy thằng chính trị gia mà. Nó đâu có nghèo đâu. Nó càng giàu hơn bởi vì các hệ thống tự doanh đóng cửa thì người ta phải dồn người ta mua cái sức mua nó dồn vào những cái tập đoàn mà, mà mà tư bản đó thì nó giàu hơn. Giống như trong nước cốt mắt nó giàu hơn hệ thống à, gì đó à, điện máy, điện máy xanh con mẹ gì đó, siêu thị gì đó, của nó nó giàu hơn. Nó thậm chí nó bán rau thúi không mua nó chửi, nó chửi như con cờ hó, không mua nó chửi, gì đó, điện máy xanh điện máy xịt con mẹ gì đó. Đúng không? Tại sao? Tại vì á nó bây giờ tất cả đều đóng cửa chỉ có tàu được bán thôi. Anh chị biết ai đứng sau nó không? <laughs> không biết tự tìm hiểu đi chứ tôi tôi ở bên ngoài tôi tìm hiểu trong nước hoài mệt <laughs> tự tìm hiểu đi chứ tiếng sao nó là một quan cộng sản đó <laughs> tôi nói vậy được rồi còn các anh chị tự tìm hiểu đi tại vì thằng nào cũng như nhau thôi rồi để quay trở lại để cho các anh chị thấy khi nó gieo nỗi sợ hãi như vậy thì người ta sợ cái cảm xúc người ta sợ mà thì nó mới bắt đầu nó push cái vaccine sợ quá phải không sợ quá phải không chết đi con chết đi khúc này mình nói nhiều không được nè <laughs> khúc này nói nhiều là nó khóa mỏ mình thì nó đen nó chích cả đám hết <laughs> người nào mà sợ nhiều thì bốn mũi <laughs> chuẩn bị lên mũi thứ năm người nào sợ ít thì ba người nào sợ ít nữa hai người nào sợ ít nữa thì một người nào không sợ tao không chích đó. làm mẹ gì tao cũng chẳng sao rồi bạn tôi không chích nhóc chẳng có sao đâu có ý gì đâu các anh chị biết ông nguyên một nhà vậy nào. năm người chích có mà ổng không chích ổng không bị chân năm người đã bị hết các anh chị có bao giờ các anh chị đặt câu hỏi cái con gì ở trong cái vaccine không tôi đặt câu hỏi đây nghe chứ tôi không có ý gì đâu nha <laughs> tôi đâu không có ý gì đâu tôi chỉ đặt câu hỏi thôi à, ai biết thì trả lời nghe ủa cái con gì ở trong cái cái cái, thuốc đó mà Đã chích ngừa mà lại bị còn cái thằng không chích ngừa thì không bị vậy thì cái thuốc chích ngừa đó là nó chứa cái gì <laughs> cái anh chị có đặt câu hỏi không nó bút cái đó là nó ăn hàng trăm tỷ đô hàng ngàn tỷ đô chưa nó còn hệ thống chữa những cái bệnh hậu của cái đó khi chích ngừa nó sẽ bị bệnh hậu tại sao chích ngừa lại bị bệnh hậu thì các anh chị hỏi mấy thằng chế cái thuốc chích ngừa tại vì đó, tôi không phải chế tôi nói không được <laughs> tôi chế tôi nói không được mà tôi nói nó bịt mỏ tôi mấy thằng truyền thông dòng chính nó, nó khốn nạn gì đó tôi nói nó bịt mỏ tôi tôi nói mé mé thôi mấy anh chị tự tìm hiểu không chích thì không bị bệnh hậu mà chích bị bệnh hậu là cái loại thuốc gì tại à, sao hàng trăm tỷ hàng ngàn tỷ đô chảy vào túi tụi nó <laughs> nó lại dùng cái đó nó dùng tiền đó nó support nó nó hỗ trợ cho hệ thống truyền thông của nó thì nó sẽ tạo ra cái dòng như này khi truyền thông nó khao túng cảm xúc của của người dân nó sẽ đưa những cái gì mà các anh chị quan tâm các anh chị sợ nó đưa nỗi sợ nó đưa làm đáng sợ các người có người mà giống như thằng sợ ma nó rất thích coi phim ma cái thằng sợ máu nó rất thích coi những cái cảnh tai nạn giao thông tức là nó, nó nó thao túng cảm xúc của mình sợ tao tao sẽ làm cho mình sợ hơn đưa nó dẫn các anh chị đi theo nó nó dắt mũi như những con lừa xanh hoặc những con bò đỏ vậy đó gì <laughs> đó rồi sau đó nó sẽ càng giàu hơn giàu hơn nó lấy tiền nó lại tiếp tục hỗ trợ cho hệ thống truyền thông dắt mũi người khác Còn ngược lại ở chiều ngược lại của câu hỏi tôi không cần phải nói nhiều nó ngắn gọn những cái người cánh hữu những cái tờ báo cánh hữu họ đâu có làm cái chiêu đó họ nói sự thật chứ không phải nói điều các anh chị muốn nghe sự thật thì có thể muốn nghe hoặc không muốn nghe mà sự thật nó đâu có quan tâm cảm xúc của các anh chị Cảm xúc của các anh chị thích nó hay không thích nó thì kể các anh chị chứ nó vốn là sự thật mà. Mà sự thật là gì? Sự thật là cái tỷ lệ chết của cái con con cúm đó đó nó dưới 0,2%. Tức là 1.000 người á, thì có một người chết. một mấy người chết. 2.000 người mới có ba người chết. Bệnh á. Thì các anh chị thấy nó thấp khủng khiếp, nó thấp hầu hầu hết các bệnh đều có tỷ lệ tử vong cao hơn nó. Tức là nó đưa sự thật thì người ta không có đọc. trời ơi cái gì mà cái tỷ lệ chết gì mà ít xỉu vậy? vậy nó không có đáng sợ, tao khoái tao qua bên đây đọc cho nó sợ. Còn này đọc nó không đáng sợ Thì kéo nhau ông um, ông um, đọc cho sợ Thì kéo nhau đi lụi Lụi một mũi, hai mũi, ba mũi, bốn mũi Chuẩn bị lên mũi thứ năm nè Lụi lên mũi thứ năm đi rồi thấy cái cảnh mụ nội cũng đổi chú khô cả đám hết trong coi tại vì nó quỷ hoại hệ miễn dịch của các anh chị con người mà không có mẹ hệ miễn dịch thì trong vòng năm hoặc 10 năm là ngủm hết không cần bệnh gì hết bệnh gì cũng ngủm tại vì không có hệ miễn dịch làm sao mà chống chịu lại với các bệnh tật <laughs> các anh chị thấy đó ràng không thì cái truyền thông cánh hữu hay truyền thông cộng hòa họ chỉ nói sự thật thôi họ không có nói cái thứ mà người ta muốn nghe có cái những cái thứ người ta muốn nghe là sự thật thì họ nói còn có những cái thứ người ta muốn nghe không phải sự thật người ta không nói thành ra báo chí truyền thông cánh hữu rất ít khách dĩ nhiên thời đại này nó đã thay đổi tôi nói các anh chị thấy trong vòng một hai năm nữa mọi thứ nó sẽ thay đổi cả bên việt nam của chúng ta hay là ở ở hải ngoại nó cũng sẽ thay đổi ngay như như gọi là cái tổng hành dinh của tụ thổ tả truyền thông là nước mỹ nó cũng sẽ thay đổi cnn bây giờ cái cái tỷ lệ coi của nó tuột xuống thấp nó không có nằm trong 10 tờ 10 cái hãng truyền thông được coi nhiều nhất nước Mỹ nữa nó không có có nằm trong đó nữa hồi xưa là nó đứng một hay ba không bây giờ đó nó rớt ra ngoài rồi hình như nó xuống tới hạng 30 mươi gì rồi. tức là bây giờ có tới ba chục thằng đứng trên đó rồi thì các anh chị thấy đó là một cái sự thói trào của những thằng chiên nói láo những thằng uh, điếm chữ những thằng đĩ bút những cái thằng đó là những những cái thằng những hãng truyền thông những thằng ký giả nó nói láo ăn tiền để cho những cái thằng đại tư bản nó thổi tiền vô chia cho tụi nó rồi nó chỉ nói để lấy tiền thôi còn người dân chết nó không quan tâm giống như tại New York la làng lá sớm rồi cũng vít covid đồ la um sùm vậy đó nhưng mà tại sao thằng thống đốc lại bắt nhốt những người già ở trong ở trong những trại dưỡng lão nó nhốt người ta xong nó thả nó thả cho người ta bệnh xong nó lây chéo mà người già thì cái hệ hệ miễn dịch thôi họ, họ kém cái đề kháng họ yếu á thì khi lây chéo vậy người già chết ở trong trong, những có những trại dưỡng lão họ chết gần hết người ta vô nhận được cái xác không à mà ở ngay tại nước mỹ một cái nước văn minh một cái nước tự do nhân quyền dân chủ ba la con mẹ gì đó mà nó giết người kiểu đó mà không có một tờ báo nào dám nói không có tờ báo nào dám nói thằng thống đốc của chẳng chẳng rụng một cộng lông chứng thì các anh chị thấy rõ ràng không là cái hệ thống truyền thông mà khi nó đã nó đã điếm rồi là nó điếm một cách tâm tuổi nó điếm trên máu của người dân bất kể dân nó là dân nào chứ thay vì nó là một thằng thằng nhà báo hay một tờ báo chân chánh thì nó thấy cái chuyện đó không đúng nó sẽ đưa cái chuyện đó lên nhưng mà khổ nổi bây giờ đưa chưa chắc gì người dân New York đọc cái nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa New York bây giờ là nó là thành trì của của xã hội chủ nghĩa cái miền đông bắc rồi <laughs> thành trì xã hội chủ nghĩa rồi thành ra cái câu chuyện về truyền thông là nó là do chúng ta chúng ta quyết định chọn đọc cái hãng tin nào hãng hãng tin uh, phù hợp với cảm xúc của mình chúng ta tiếp nhận tin tức phù hợp với cảm xúc của mình chúng tôi, tôi thích tin tức đó thì cái tội thổ tả nó thắng hoài cái tội quốc tế cộng sản nó thắng hoài cái tội sa tăng nó thắng hoài sa tăng chính là quốc tế cộng sản quốc tế cộng sản thao túng truyền thông Các anh chị nhớ điều đó là được truyền thông thổ tả tức là nó có cái trục như là sa tăng quốc tế cộng sản đi đó rồi tới truyền thông thổ tả nguyên cái trục của nó vậy đó nó nó là những satanist ai ai hỏi tại sao thì tôi sẽ giải thích còn mất thì giờ con á những cái người mà cánh hữu cộng hòa hay những người yêu tự do chân chính á, thì gớt đứng trên gớt đứng trên chúa đứng trên sau đó tới sự thật đứng đầu là chúa sau đó tới sự thật gớt truth chỉ có hai thứ thôi người ta đưa tin vậy đó không chịu rồi thôi à nhưng mà có người khoái cái phía bên đây hơn khoái phía bên trái hơn khoái độ tả hơn không có thích sự thật và, và lời của thiên chúa không có thích điều đó thành ra là nơi nào mà còn thích đặt cảm xúc của mình lên trên ngay trong bản thân các anh chị thích đặng cảm xúc của mình trên mọi vấn đề các anh chị đang nghiêng về bên phía trái nghiêng về phía deep Start, nghiêng về phía quốc tế cộng sản nghiêng về phía satan còn khi các anh chị đặt cảm xúc mình xuống mà chỉ lấy sự thật lấy lý trí lấy cái điều gì đúng cái điều gì sai thật rồi thì các anh chị tự khắc nghiêng về bên phía phải nghiêng về bên phía phía cánh hữu nghiêng về bên phía sự thật nghiêng về bên phía à, chúa trời ơn trên đấng tạo hóa <laughs> đó, chọn lựa của các anh chị thôi chứ, chứ là tụi nó tụi nó sống được là nhờ chúng ta mà đúng không À, đây là một cái câu hỏi rất hay một chủ đề rất hay nhưng mà trong khuôn khổ chương trình thì chúng ta không có thể bàn thêm được mất nhiều thời giờ quá à, xin lỗi đã lan man quá nhiều cảm ơn các anh chị và câu hỏi à, tiếp theo các anh chị à, có trao đổi thắc mắc hay có <laughs> có phản biện gì về những gì chúng ta đang nói không